Chào bạn, mình là Ngọc Hoa, là quản lý của siêu thị Hàn Quốc Corashop 24 giờ. Như các bạn đã biết thì đồng trùng hạ thảo là một loại thảo dược vô cùng quý hiếm. Và ngày nay thì tác dụng của đồng trùng hạ thảo đã được y học hiện đại cũng như y học cổ truyền xác định nó là một loại thảo dược không mang độc tính đối với con người. Trước kia thì người ta phải vượt lên những ngọn núi tuyết rất là cao, ở độ cao 3.500m để có thể thu hoạch được những con đồng trùng hạ thảo. Nhưng ngày nay, với công nghệ hiện đại, các nhà khoa học đã nghiên cứu và tìm một cách chiết xuất ra được những ống đồng trùng hạ thảo làm thế nào để giúp con người sử dụng cách tiện lợi và khoa học nhất. Và hôm nay thì Ngọc Hoa sẽ giới thiệu với các bạn dòng sản phẩm đang rất được ưa chuộng tại Hàn Quốc cũng như tại Việt Nam bởi cái tác dụng tuyệt vời của nó cho sức khỏe của bạn cũng như là người thân trong gia đình của bạn, đặc biệt là ông bà, bố mẹ của chúng ta. Vâng, đây chính là sản phẩm đồng trùng hạ thảo mà Ngọc Hoa muốn giới thiệu với các bạn, đó chính là đồng trùng hạ thảo hộp gỗ 60 ống. Tại vì sao mà Ngọc Hoa lại nói với các bạn đây là một dòng sản phẩm rất là tuyệt vời dành cho sức khỏe của các bạn? Bởi vì ngoài cái thành phần đồng trùng hạ thảo có chính trong những ống đồng trùng hạ thảo này thì nó còn có thêm các loại thảo dược khác để giúp tăng cường và bổ sung sức khỏe của chúng ta, giúp chúng ta có thể hấp thụ những dưỡng chất ở trong đồng trùng hạ thảo và các loại thảo dược một cách tối đa nhất. Khi chúng ta sử dụng đồng trùng hạ thảo 60 ống sẽ giúp chúng ta phục hồi cơ thể dành cho những người bị suy nhược, người già yếu, người mới ốm dậy, đặc biệt là những ai vừa mới trải qua những đợt xạ trị hóa trị để điều trị căn bệnh ung thư, hay những ai vừa mới phẫu thuật hoặc những ai vừa mới trải qua một cơn bệnh nặng. Chúng ta thường xuyên phải dùng các loại kháng sinh thì chúng ta nên sử dụng đồng trùng hạ thảo 60 ống sẽ giúp chúng ta bồi bổ cơ thể và phục hồi cơ thể nhanh hơn. Thành phần táo đỏ có trong nước đồng trùng hạ thảo 60 ống giúp bổ huyết dưỡng khí, kích thích hệ tiêu hóa. Đặc biệt nữa đó là chiết xuất Indoreka có trong phần thành phần bạch chỉ ở trong nước đông trùng hạ thảo 60 ống, nó giúp làm giảm các chứng đau nhức, giúp kháng khuẩn và chống viêm. Trong đông trùng hạ thảo 60 ống còn có thành phần địa hoàng là một thành phần rất là đặc biệt, nó giúp làm mát, thanh nhiệt cơ thể, từ ẩm dưỡng huyết, làm đen và mọt tóc. Chị em phụ nữ đang trong giai đoạn tiền mãn kinh hay chúng ta thường xuyên bị rụng tóc thì chúng ta nên sử dụng sản phẩm đồng trùng hạ thảo 60 ống sẽ kích thích mọc tóc, giúp chúng ta có mái tóc đen mượt hơn, và đặc biệt hơn nữa là nó sẽ giúp chúng ta điều trị các vấn đề về bệnh tiền mãn kinh như bốc hỏa, đau đầu, sạm da, rụng tóc và nội tiết tố không cân bằng. Quả sơn thù du cùng với đông trùng hạ thảo kết hợp cùng với địa hoàng có trong nước đông trùng hạ thảo 60 ống có tác dụng ích thận bố tinh, nó có thể điều trị được các chứng di tinh liệt dương, sinh lý yếu, mang lại sức mạnh sinh lý dành cho nam giới. Đông trùng hạ thảo kết hợp cùng với câu kỳ tử, đặc biệt là hợp chất polysaccharides có trong câu kỳ tử giúp điều hòa huyết áp, ổn định huyết áp và giảm thiểu cấp tối đa các bệnh về tim mạch. Trong nước đông trùng hạ thảo 60 ống có thành phần nấm linh chi, nó giúp tăng cường chức năng gan, thải độc máu gan, giảm mỡ máu gan và giúp thanh lọc cơ thể tốt hơn, mang lại một sức khỏe và một tế bào khỏe mạnh. Đông trùng hạ thảo 60 ống còn có thành phần bột maca, nó giúp tăng cường hệ cơ bắp ở nam giới, giảm quá trình mãn dục ở nam và nữ giới. Đó là những tác dụng vô cùng hữu ích cho sức khỏe của ông bà bố mẹ hay của chính bạn đối mà đông trùng hạ thảo 60 ống có thể mang lại. Vậy làm thế nào để mà chúng ta có thể sử dụng sản phẩm nước đông trùng hạ thảo 60 ống một cách hiệu quả nhất thì Ngọc Hoa sẽ giới thiệu với các bạn ngay sau đây. Vâng, đây chính là sản phẩm nước đông trùng hạ thảo 60 ống hộp gỗ của chúng ta. Và các bạn sẽ nhìn thấy ở khóc phía bên trái của sản phẩm chính là tem của nhà sản xuất Cang Hoa cũng như là mã QR code để chúng ta có thể check. Phía dưới đó sẽ là quy cách đóng gói. Ở trong hộp sẽ gồm có 60 ống và mỗi ống sẽ là 20ml. Và tất cả các chữ ở trên mặt hộp đều sẽ được in chìm các bạn nhé. Đây chính là mặt dưới của sản phẩm thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây là quy cách đóng gói. Phía dưới, phía bên trái thì các bạn sẽ nhìn thấy lô sản xuất cũng như hạn sử dụng. Ở phía bên phải các bạn sẽ nhìn thấy được mã vạch để chúng ta có thể truy xuất nguồn gốc xuất xứ. Và sẽ có dòng chữ Made in Korea ở ngay phía dưới mã vạch. Và cũng sẽ có tên hãng sản xuất là Cang Hoa Red Vincent ở giữa mã vạch và hạn sử dụng để các bạn có thể kiểm tra.
Mà đằng trước của hộp thì các bạn có thể nhìn thấy sẽ có hóa vàng ở trung tâm giữa của hộp, và chúng ta sẽ chỉ được nhắc là chúng ta có thể mở hộp ra được rồi. Và trong hộp thì sẽ có một nắp đậy như thế này. Bạn sẽ nhìn thấy có hai chú rồng ở hai bên đang bay lượn và một quả cầu mặt trời thì ở giữa. Trên mặt hộp thì cũng sẽ có về quy cách đóng gói của sản phẩm cũng như là các biểu tượng từ nhà sản xuất. Trong hộp thì sẽ gồm có 60 ống như thế này. Các bạn có thể nhìn thấy, con sẽ nhắc ra cho các bạn nhìn. Đây chính là ống của chúng ta. Mỗi ống thì là 20ml nhé. Vậy thì làm thế nào chúng ta có thể mở được cái nắp này? Thì bên trong hộp nó sẽ có các cái nút như thế này ạ. Và bạn ấn vào để cầm vào cái nút này, sau đó bạn bẻ ra là bạn có thể sử dụng được ống. Chúng ta sẽ uống trực tiếp luôn và không pha thêm bất cứ một loại nước nào nữa. Mỗi ngày thì chúng ta nên sử dụng một ống. Vâng, vậy là Ngọc Hoa vừa mới giới thiệu cho các bạn nghe toàn bộ công dụng cũng như là cách hướng dẫn sử dụng sản phẩm đôi trùng hạ thảo một bộ 60 ống làm sao để phù hợp nhất cho sức khỏe của bạn và người thân trong gia đình bạn. Khi các bạn đến với siêu thị Hàn Quốc World Shop 24 giờ, chúng tôi luôn luôn có những chính sách cam kết rõ ràng để cho khách hàng. Điều thứ nhất đấy là bạn sẽ nhận được hàng nhanh chóng. Nếu như bạn đang ở nội thành Hà Nội, bạn sẽ nhận được hàng trong vòng 24 giờ kể từ khi bạn đặt hàng. Nếu như bạn đang ở ngoại thành Hà Nội hoặc ở tỉnh thành khác, bạn sẽ nhận được hàng trong vòng từ 2 đến 3 ngày kể từ khi bạn đặt hàng. Và điều đặc biệt đấy là bạn hoàn toàn được phép kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Điều thứ hai đấy là siêu thị Hàn Quốc World Shop 24 giờ cam kết với khách hàng là bạn hoàn toàn được phép đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ khi bạn nhận hàng nếu bạn phát hiện ra sản phẩm bạn nhận được không đúng với những gì mà video Ngọc Hoa đã nói. Ngọc Hoa xin nhắc lại đấy là bạn hoàn toàn được phép đổi trả hàng trong vòng 7 ngày nếu như bạn phát hiện ra sản phẩm mình nhận được không đúng với những gì mà video Ngọc Hoa đang nói. Và điều thứ ba đấy là tại siêu thị Hàn Quốc World Shop 24 giờ luôn luôn có một đội ngũ chuyên viên tư vấn tận tâm tận tình. Chúng tôi có thể tư vấn cho các bạn 24/24 không chỉ là về cách sử dụng hay là công dụng của sản phẩm đông trùng hạ thảo của bộ 60 ống mà còn là về chế độ dinh dưỡng và tập luyện như thế nào để cải thiện cách chế để sức khỏe của bạn cũng như người thân trong gia đình bạn. Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về sản phẩm đông trùng hạ thảo 60 ống hộp gỗ, các bạn hãy kéo vào phần dưới video này sẽ có một đường link ở nó. Nhấp vào đường link bạn sẽ đặt mua hàng ngay tại trên website korashop24giờ.com hoặc bạn hãy gọi ngay theo số hotline 0904 363 985. Ngọc Hoa sẽ tư vấn cho các bạn chi tiết hơn về sản phẩm đông trùng hạ thảo 60 ống hộp gỗ và còn cả về chế độ dinh dưỡng và tập luyện như thế nào để cải thiện được sức khỏe của bạn cũng như là người thân trong gia đình bạn. Cảm ơn bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại bạn ở video sau. Ngọc Hoa xin kính chúc bạn cùng toàn thể gia đình có thật nhiều sức khỏe và cuộc sống bình an.